Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang Trí Nội Thất 3D. Trong video này mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cái mẫu xốp dán tường 3D giả vân gạch mới nhất năm 2019. Đấy là giả vân gạch màu đỏ này nha các bạn nhé. Những mẫu xốp dán tường 3D này thì phù hợp với những quán cà phê, trà sữa hay là những cái khu vực mà các bạn có những cái phong cách mới mẻ thì đều có thể sử dụng được nó nha các bạn nhé. Tấm xốp dán tường 3D giả gạch màu đỏ này sẽ có kích thước đó là 70 x 77 và độ dày của nó chính là 6 ly. Đấy. Đấy các bạn có thể chiêm ngưỡng được một lần nữa thì cái vẻ đẹp của tấm xốp dán tường 3D giả vân gạch màu đỏ này nó rất là đẹp luôn. Đấy các bạn có thể nhìn thấy đây. Hàng mới về luôn nha các bạn nhá. Rất là đẹp luôn. Chuẩn 6 ly luôn nha các bạn nhé. Những bạn mà có cá tính thì hãy nên sử dụng tấm xốp này thì để tân trang lại hay là mới mẻ đi những cái phong cách của mình. Đây, các bạn nhìn thấy cận cảnh đây. Rất là đẹp luôn nha các bạn nhé. Các bạn hãy đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông để là người đầu tiên nhận những cái video mới nhất từ cửa hàng. Và chúng tôi sẽ luôn luôn cập nhật giá thường xuyên, vì vậy các bạn hãy nhấn chuông để là người đầu tiên nhận những cái báo giá mới nhất và ưu đãi nhất khi chúng tôi phát trực tiếp trên cái kênh YouTube của Trang Trí Nội Thất 3D nhé các bạn nhé. Đây nó rất là đẹp luôn này. Đấy, chúng ta cùng ngắm lại một lần nữa nhá. Rất là đẹp. Và cái tấm xốp dán tường 3D giả gạch mẫu mới nhất năm 2019 này đã có mặt tại tổng kho 1A trên 70 Văn Cao, Hải Phòng. Và chúng tôi vận chuyển toàn quốc, thanh toán khi nhận hàng. Được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha các bạn nhé. Chúng tôi bao hàng chất lượng cho nên chúng tôi sẽ không sợ bất kỳ những cái đánh giá nào từ cái khách hàng. Nên thế nên khi các bạn nhận hàng thì hãy nên kiểm tra hàng trước khi nhận hàng nha các bạn nhá. Đấy, những bạn ở tỉnh lẻ xa, ở tỉnh thành xa thì các bạn hãy đặt hàng vào tầm 3 đến 4 ngày thì sẽ có hàng cho các bạn nha các bạn nhá. Đấy các bạn này, thấy chưa? Và các bạn hãy đừng quên chia sẻ và đăng ký kênh giúp Trang Trí Tất 3D để chúng tôi sẽ gửi cho bạn báo giá mới nhất nha các bạn nhé. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.